Xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả các bác là hai dòng nâng tiếng. Nhiều bác thì qua thời gian vừa qua em đã bán rất là chạy cái con nâng tiếng EX3000 này rồi anh em nhé. Rất là chạy với con EX3000. Thì với con EX3000 thì anh em hỏi là có Bluetooth, có cổng quang, có Bluetooth, có cổng quang hay không? Con EX3000 này này có hay không? Thì ngày à, thì em báo với anh em là không có thì anh em thôi luôn, anh em không không nhắn gì nữa, nhưng mà em sẽ làm cái video này để cho anh em nào thích những cái máy nâng tiếng mà có tích hợp thêm Bluetooth, có tích hợp thêm cổng quang. Đấy, để anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Ở đây thì con đó là con TD5000 anh em nhé. Con này thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đây là hai cái dòng nâng tiếng, một con giá rẻ và một con là cao cấp anh em nhé. Con giá rẻ là con EX3000, hiện tại bên em đang bán là 950.000 anh em nhé. 950.000 thì em sẽ tặng cho anh em là 4 rắc 6 ly như này để anh em có thể kết nối với AV để anh em chơi cho âm ly. Đó, thường con này thì em sẽ bán cho anh em là anh em sử dụng cái âm ly cũ thì anh em sẽ dùng cái này. Và chi phí của nó khá là rẻ. Nó chỉ có 950 thôi anh em nhé. Và em bao ship cho anh em. Anh em có nhu cầu thì có nhu cầu mua thêm dây Canon thì em sẽ bán với một cặp này với giá là 50.000 anh em nhé. 50.000 cực rẻ đúng không ạ? 50.000 một cặp Canon này. Đấy thì nó là tròn 1 triệu anh em nhé. Là tròn 1 triệu. Đó, còn anh em đòi hỏi nó có Bluetooth, có cổng quang, có cáp súp thì anh em có thể tham khảo con TD 5000 này anh em nhé. TD 5000 này thì anh em có thể nhìn thấy đây. Có Bluetooth này, optical USB này. Đó, đầy đủ anh em nhé. Có luôn cả phần cắt súp, anh em có thể nhìn thấy đây, tần số cắt súp đây 85, 130, 175. Đây là ga bát vôn, tức là ga của súp anh em nhé. Đó. Đấy, còn đâu các chức năng như là loud, tone projection, hai mic thì nó cũng giống như con nâng tiếng ở bên dưới nhưng nó tích hợp nhiều chức năng hơn. Nó có một cái màn hình nó hiển thị thông tin anh em nhé. Đó, hiển thị. Đó, có màn hình hiển thị này, có cắt súp này, có các kết nối như Bluetooth, USB. Cổng quang đầy đủ anh em nhé. Còn với nâng tiếng EX3000 là con dòng cơ bản thì em đánh giá là nó không có chức năng gì, nhưng mà nó có một cái điểm hơn con TD5000 là tiếng chép của nó sẽ rất là hay anh em, rất là mạnh, cái tiếng chép của nó rất là mạnh. Còn TD5000 thì tiếng chép không được mạnh như vậy, nhưng mà nó lại tích hợp nhiều, và chất âm thì nói chung là nó cũng tương đương nhau, nhưng mà EX3000 thì nó thiên về tiếng chép rất là hay, nên tại sao em nói là phù hợp với những anh em, với các bác tầm 50-60 tuổi anh em nhé. Anh em thích nghe nhiều tiếng chép đúng không ạ? Và với TD5000 này thì bên em sẽ tặng cho anh em là, một là sẽ dùng dây Canon, hai là sẽ dùng dây này. Đấy, thì anh em được TD5000 thì giá là 2 triệu anh em nhé. Giá là 2 triệu, đắt gấp đôi thì sẽ được tặng dây kèm. Còn về mặt sau, đây là mặt sau anh em nhé. Đấy, đây là cái màn hình của con TD 5000 đây anh em nhé. Màn hình đây, nó có hiển thị các thông số, nó rất là tiện dụng đúng không ạ? Còn về mặt sau thì như anh em cũng có thể thấy là nó chức năng nhiều hơn, thì nó sẽ nhiều cổng vào hơn. Cổng vào của TD 5000 nó sẽ có cổng 6 ly, à cổng AV anh em, xin lỗi anh em, cổng AV này. Đó, cổng quang này. Đó, coaxial này. Đó, Bluetooth này, đây là cái anten Bluetooth, vôn của Bluetooth, vôn của cổng quang. Đấy, và đây là nó có thêm một đường cắt súp nữa, bắt out. Đúng không ạ? Hai đường channel 1, channel 2 thì nó cũng như là hai cổng 1, 2 in out như này, in out đúng không ạ? In out thì nó như này. Thì cái con EX3000 thì em sẽ tặng cho anh em là cái jack này, thì anh em cắm vào đây. Thì nó cũng khác, nó không khác gì như là những cái jack này. Em nhé, nó không khác gì anh em có cắm 6 cắm AV vào là được. Đấy, anh em nhé. Ok chưa? Đấy, cứ cắm vào như thế này thì anh em nó thành AV rồi, đúng không ạ? Hai cổng in vào và hai cổng out ra, thế là ok, đúng không ạ? Thì đây là hai cái mẫu nâng tiếng anh em nhé, hai cái mẫu nâng tiếng thì giá rất là hợp lý cho anh em chơi. Giá của nó thì như em nói con EX3000 giá chỉ có là 950.000 thôi, nếu mà anh em không lấy jack anh em nhé. À, không lấy dây, nó jack thì em sẽ tặng cho anh em. Giá chỉ 950.000. Với chức năng nhiều hơn, chức năng nhiều hơn, nhiều kết nối hơn, màn hình hiển thị và có cả cắt súp thì giá của con TD 5000 là 2 triệu anh em nhé, sẽ được tặng dây.
anh em nhé, sẽ được tặng dây. Đấy, giá là 2 triệu cũng bao ship. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với hai dòng nương tiếng này. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Giá một con là 950, một con là 2 triệu anh em nhé. Đấy, anh em xem kỹ video. Anh em nào nhu cầu thì liên hệ nhé. Chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.